Hình ảnh người phụ nữ Tây Bắc thương con đong đầy và có những khát vọng mãnh liệt về tương lai tươi sáng của đất nước. Hình ảnh người chồng bộ đội biên phòng xa vợ, nhớ con nhưng vẫn chắc tay súng chiến đấu, bảo vệ phên dậu quê hương. Và hình ảnh cậu bé xuyên suốt dọc dài thời gian, lớn lên trong tình yêu của cha mẹ, với ước mơ trong sáng được tiếp bước cha ông giữ gìn Tổ quốc. Những ước mơ giản dị và tươi đẹp đã được khắc họa khéo léo, sinh động qua MV ca nhạc "Địu con đi nhà trẻ", sáng tác của nhạc sĩ Đào Ngọc Dung. Đây cũng là dự án âm nhạc đầu tay của thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Mai Chi, ca sĩ đoàn văn công bộ đội biên phòng. Là nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc thính phòng, thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Mai Chi đã phần nào quen thuộc với khán giả trong và ngoài quân đội qua các ca khúc cách mạng. Tuy nhiên, với dự án âm nhạc độc lập đầu tiên, bài hát Mai Chi lựa chọn thể hiện lại là "Địu con đi nhà trẻ", một ca khúc mang âm hưởng dân ca Tây Bắc, này đã tròn 50 năm tuổi đời và từng được nhiều thế hệ nghệ sĩ gạo cội thể hiện thành công. Một chuyến công tác đặc biệt đã cho cô dự cảm và quyết tâm thể hiện ca khúc này. Tôi đã tham gia cái chuyến công tác Trường Sa cùng với đó tàu kiểm ngư KN290, và trong cái chuyến đi đó thì có một hôm thì tôi đã lên trên cabin thì các anh đã yêu cầu tôi là hát tặng các anh một ca khúc. Tôi đã mạnh dạn là hát tặng các anh bài "Địu con đi nhà trẻ", tại vì là mình nghĩ là các anh đều là những người xa gia đình và đều có con nhỏ thì chắc hẳn là họ rất là nhớ quê hương cũng như là nhớ con của mình, thì tôi đã hát ca khúc đó. Và trong cái hoàn cảnh và trong cái không khí bối cảnh như thế thì tự nhiên là tôi có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và tôi đã đặt ra mục tiêu và quyết tâm là khi mà về đất liền, tôi sẽ bắt tay vào làm cái sản phẩm này. Làm thế nào để thổi hồn cho tác phẩm âm nhạc đã quá quen thuộc với khán thính giả suốt hơn nửa thế kỷ, để có dấu ấn riêng không trùng lặp so với những nghệ sĩ đi trước? Đây là bài toán khó đặt ra đối với ekip thực hiện. Bằng niềm đam mê làm mới âm nhạc với ngôn ngữ thế hệ trẻ, ca khúc đã được xử lý, phối khí với một tinh thần mới, một giai điệu mới, kết hợp với đoạn rap cao trào. Tất cả hòa quyện tạo thành điểm nhấn không thể quên đối với bất kỳ ai có dịp thưởng thức. Với tác phẩm "Địu con đi nhà trẻ", Mai Chi đã đưa vào được hơi thở của xu hướng âm nhạc hiện nay. Bản phối khá tốt, nét dân gian và cái hồn cốt của tác phẩm vẫn giữ được. Đặc biệt là ở cái điệp khúc lần cuối cùng được đầu tư phối khí khá là công phu, trên một cái nền melody là vocal, là các quãng bè rất phức tạp, nên đã tạo được cái hiệu ứng rất là tốt. Lựa chọn bối cảnh tại Mai Châu, Hòa Bình, bằng sự chỉnh chu trong từng động tác máy, ekip cố gắng lồng ghép và giới thiệu tới khán giả những hình ảnh đẹp miền Tây Bắc nước ta. Cùng cốt truyện ý nghĩa, qua 3 lời ru của một người mẹ mà đã gói ghém đủ cả quá khứ, hiện tại và tương lai của bản mường và của đứa con thân yêu. Qua tiếng hát, một bức tranh ước vọng hiện ra đầy mãnh liệt, nhưng cũng rất đỗi giản dị và tràn ngập yêu thương. Khi mà đóng máy rồi thì xem lại những cái thước phim thì tôi mới cảm thấy là mình chọn lựa cái tác phẩm này là hoàn toàn đúng đắn, vì nhìn lại và nghe cái ca khúc này thì tôi cảm thấy rất là dâng trào cái sự xúc động. Mong là các cháu nhỏ, bà con nhân dân hay là những chiến sĩ bộ đội, đặc biệt là chiến sĩ bộ đội biên phòng sẽ đón nhận nó. Với các ca sĩ trẻ của đoàn văn công bộ đội biên phòng, chúng tôi luôn ủng hộ, khuyến khích và tạo điều kiện để các ca sĩ sáng tạo và thành công với những tác phẩm đi cùng năm tháng, để mang đến cho bộ đội và nhân dân những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng tốt nhất. MV ca nhạc "Địu con đi nhà trẻ" vừa được chính thức công chiếu trên các nền tảng mạng xã hội nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Bài hát cũng là món quà mà ekip mong muốn gửi tới các em nhỏ, những mầm non tương lai của đất nước, thế hệ đang được chọn hưởng cuộc sống hòa bình, ấm no ngày hôm nay và tiếp tục gìn giữ non sông đất nước cho những thế hệ mai sau. Quý ơi, mẹ điệu con mà đi nhà trẻ chơi. Mẹ đi lên nương, mẹ cấy bông lúa thương, mẹ trồng khoai sắn cho ấm no cả bản mường. Bố không ở nhà, bố chiến đấu nơi xa, mang hòa bình độc lập về với dân tộc ta. Vì nhân dân, vì một cuộc sống ấm no, còn ngoan nhé để bố mẹ làm không lo. Mẹ làm thêm một giờ mẹ lại đang làm thêm hai, cho thêm nhiều cây lúa để bố chiến thắng đường dài. Để ngày mai đất nước ta thật yên bình để cho con, thật con lớn và thông minh còn nhé. Gắng học thật giỏi vì một tương lai mai sau, xây dựng đất nước ta ngày một vững mạnh đẹp giàu. Mình cùng nhau cố gắng để bố yên tâm chiến đấu, khi đất nước hòa bình cả nhà ta lại quây quần ấm áp và thật hạnh phúc bên nhau. Tất cả là của con đấy. Cả ngày mai cả cuộc đời trời cao với tầm mây trắng này, cả núi non cả rừng suối hát reo mừng. Rừng dòng suối là của con đấy con ơi, gian khó nào hề chi vì đời con đấy con ơi. Trời cao với tầm mây trắng.